Các bạn thân mến, nhạc sĩ Lam Phương đã sống trong cảnh cơ cực suốt tuổi thanh niên của mình. Từ đó, tư tưởng bi quan đã hằn sâu trong ông và đã được ông đưa vào một trong những nhạc phẩm quen thuộc của mình là Kiếp Nghèo, được sáng tác trong thời kỳ còn theo bậc trung học, khi mà cuộc sống gia đình của ông ở vào một hoàn cảnh rất bi đát, như ông đã diễn tả, đi về giữa đêm mưa, về nhà trong cái cư xá lầy lội, nghèo khổ. Và bài Kiếp Nghèo đã được sáng tác trong hoàn cảnh thật sự. Bây giờ, mời các bạn thưởng thức lại ca khúc đó. Đường về đêm nay vắng tanh, giạt rào hạt mưa rớt nhanh, lần lùng mưa xuyên áo tơi mưa, chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quan, gặp ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái chăn, nghe trẻ thưa thức giấc vui. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như từng đường về quá xa. Người có thấu cho ta lòng lặn lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống ta hương thân gầy gò, gửi cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đang lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người trốn nhìn ngùng, đời nghèo lòng nào dám. Ban phước cho đời con một mái chăn yêu, một mối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đây cả nỗi niềm biết ngày nào. Xuyên áo tơi mưa, chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quan, gặp ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái chăn, nghe trẻ thơ thức giấc vui. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như thường đường về quá xa. Người có thấu cho ta lòng lặn lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống ta hương thân gầy gò, gửi cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đang lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người trốn nhìn ngùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Có thâu cúi xin người ban phước cho đời con một mái chăn yêu, một mối tình chung thủy không.